Mày có con đồng cho anh bé đó? Có. Cương tao chưa ăn rồi mày. Mày ăn nhiêu vậy? Đi bé. Tao mà người ta ăn két tao ăn tô mà mày. Tô hả? Bé ăn tô người ăn được mấy tô? Thì ăn một lần tô chứ ăn mấy tô mày. Ăn lần tô à? Chứ nhiêu? Thôi giờ con còn mấy cá độ đi. Cương cá độ giả mà thì cá độ. Nhỏ là cá độ. Này cá độ vui. Giờ của bé ăn hai tô cũng thua của bé 20 ngàn. Nhiêu? 20 nè. Ý sao quá ta ăn hai tô có 20 ngàn bự bắn xe bò mày. Bự sống bự 20 ngàn mẹ không cho chịu đi học đó. Giờ chơi với cô bé đó. Còn hỏi mày không? 20 ngàn. Chơi của bé khô máu luôn mà con còn trong túi còn 20 ngàn. 20 ngàn khô máu giả mà người khô máu. Thì đúng rồi còn 20 ngàn mới khô máu. Hỏi mày không chơi mày. Bé chắc chưa? Còn còn mà bỏ vô túi ha là không có chơi nữa. Tao chơi á. Vừa được ăn no rồi còn vừa được có tiền cũng vậy cũng chơi. Tiền có tiền nhiều quá 20 ngàn. Nhưng mà cũng được no cũng được 20 ngàn được ly đóng hơi sữa hay gì đó. Vậy cũng sướng rồi. Còn 20 ngàn con bỏ hôn máu của bé rồi. Không mày chơi mày. Chắc chưa? Con mà bỏ vô túi một cái rồi không có chơi nữa đó. Từ từ mày. Suy nghĩ lại hả? Lại cho tăng hai tô. Cái hai tô rồi là được nhiêu? Con mua cái 20 ngàn. Con 20 ngàn nè làm chạy cho mua ra có sữa tao à. Rồi thì bộ tự nhiên tiền của bé của bé mua rồi mua mày mày mua vậy. Rồi thì giờ ăn cơm đi. Ba hai tô rồi mày mua 20 ngàn thì đó. Rồi chết mẹ mày chết mày rồi chó mẹ sao mày giả mẹ. Con mày suy nghĩ lại là con nút vô túi lại đó. Lâu lâu cá độ cho vui. Ông đâu có cơm đâu trời. Nó vậy chứ ổng ăn không nổi đâu mà đừng lo ăn tô má hở. Cá mà ăn hai tô mày. Mẹ chậu lâu cưới trời. Ăn từ tô tô là hai tô nha. Thì ông ăn đi. Ăn tô còn ngàn 20 ngàn mà. Còn cái cuốn 50 ngàn bé nè, trắng dở mình nữa à hả?
hết tô mà. Tiền của nó là nó cá độ với mày làm gì làm, còn anh cá độ với tao.
cái đó là nó cá với mày, mày hiểu không? Còn cái này anh cá với nó, anh nói mày làm sao không biết bằng cách nào. Nó sao mày không hiểu chuyện con gà gì 20 ngàn vậy đây? 20 ngàn được cứ mày. Bây giờ bỏ qua cái câu chuyện 20 ngàn của mày đi. À, anh với nó cá đậu. À, cái lúc nãy nó kêu tôi ăn. Bỏ qua cái chuyện của mày. Có ông nào mà cá? Không, cái chuyện của mày thì bỏ qua đi. Anh với nó thôi, anh kể cho mày nghe ngày hôm qua, đúng không? Ngày hôm qua luôn hả? Ngày hôm qua anh với nó, anh nói với nó ngày mai á, mày làm sao mày, tao không biết bằng cách nào mày kêu cậu bé ăn được 2 tô cơm, tao thua mày con gà nướng. là ông nói với nó. À, còn bữa nay thì nó nói với mày gì tao có biết đâu. Là giờ cũng có gà nướng. Vậy sao nó hai chục mày? Hai chục là nó dụ mày á, nó dụ mày ăn 2 tô cơm á, hiểu không? Tôi ăn hết luôn. Thì 2 tô cơm nó thua mày 20 ngàn rồi đó. Bây giờ nó thua mày rồi đúng không? À, nó chung mày 20 rồi đó. Ờ, đúng rồi. À, bây giờ anh thua nó, anh chung nó thôi, có gì đâu. Rồi, trời ơi, 20 ngàn được là nướng. 20 ngàn được coi là nướng, còn có vé mua gà. Vậy ấy, tôi hiểu rồi, bây giờ ấy con gà mày ăn mướn mướn 2 tô cơm mà ăn ảo rồi. Chung con mà. Ủa, nó thì nó muốn ăn giờ nào anh chung giờ đó. Tùy chung con mà. Chứ anh thì chung nó thôi, anh cho mày đi ăn ké là mày may lắm rồi. Ý là giờ ông nói đi ăn gà hả? Đúng rồi. Tôi mới ăn 2 tô cơm sao ăn gà nấu với mày á? Anh chung nó là chính chứ đâu phải chung mày đâu. Cũng ăn gì đâu ăn, tôi muốn ăn mà. Cô bé ăn thì anh thua nó. Quỷ thì mẹ mày hãy ăn hết 2 tô cơm của mày. Thì cô bé ăn cơm của con mà, con ăn gà của con. Đi. Ơ con, ông quen không? Sao? Mày ăn luôn, mày vô cô bé ăn chứ. Trời ơi, cô bé chẳng ăn ngày, cô nói không nhớ. Ủa, đồ kia ấy, cái thua tao muốn chồng ăn ngày nào mày ăn mọi hơn. Vừa có cơm ngủ quá. Anh nói với mày là anh thua thì tự nhiên là anh thua thì nó... Thì ông thua bây giờ tôi chọn ngày mày ăn. Anh thua thằng Hưng chứ không phải thua mày, mày hiểu không? Cho mày ăn ké là mày mừng lắm rồi. Nhưng mà anh thua là 2 tô cơm chứ ai. Nhưng mà anh thua nó. Bây giờ không. Anh chung là chung nó chứ không phải chung mày, hiểu không? Anh cá độ với nó, anh thua nó thì anh chung nó thôi. Nó muốn ăn giờ nào anh chung giờ đó. Ông cứ nội ơi, chảy giờ ông không hiểu hả? Đâu phải nó ăn hết 2 tô cơm, tôi ăn hết 2 tô cơm nè. Đâu không hiểu. Mày không hiểu. Mày cá độ với nó, mày ăn 20 ngàn của nó làm gì làm ai biết. Con mượn cá, con mượn cá. Anh cá độ đó. Cá ăn hết 2 tô cơm nhưng mà nó phải là người ăn, tôi là người ăn là không tốt hơn. Cá cậu bé ăn hết 2 tô cơm chứ phải cá con ăn hết 2 tô cơm. Ngồi xuống bình tĩnh mày nghe tao giải thích. Tôi giải thích mày hết một lần rồi, đúng không? Tôi hiểu rồi. Anh có cá với mày không? Không. Không thôi, tự nhiên tao có chung mày đâu. Nhưng mà tôi là người ăn hết 2 tô cơm là ông nội. Tự nhiên ông cá làm cách nào để con bé ăn hết 2 tô cơm. Ngày hôm qua anh cá với nó, anh nói là bây giờ ngày mai mày làm sao á mà để con bé mày ăn hết 2 tô cơm là tao thu mày con gà nướng. Nó nói ok. Thì nó bày ra, nó cá độ với em làm gì làm, miễn em ăn hết 2 tô. Mà có ăn hết 2 tô. Ăn hết 2 tô luôn. Vậy thì anh thua nó rồi, giờ anh chung nó. Thì bây giờ mai ăn chứ giờ tao ăn 2 tô cơm, ăn bụng dạ rồi ăn bỏ không nổi. Cái đó là tao cho mày ăn ké đó. Chứ không phải ké gì mày. Thì tao chung nó là cho mày ăn. Chung nó nhưng mà tôi là người chiến thắng chứ bụng. Nhưng mà gà của con. Thôi không nói nhiều đi thôi coi. Thôi ấy mày ăn không nổi, bụng trên bình thì thôi ăn nổi. Giờ nó đòi chung liền thì anh phải chung liền. Ôi không. Nếu mày ăn chứ bụng dạ đâu ăn mày. Bụng dạ gì nữa? Bụng dạ cứ tình hình vậy sao ăn? Tự nhiên con gà của con mắc gì bụng dạ của bé. Ăn bé ăn hết trong lần của con. Ê, biết rồi. Hai chục mấy mà nói ông mày ăn làm gì vậy? Tôi có bụng dạ tôi ăn nổi mày chúa cho hết. Trời ơi, con bé trả lại 20 ngàn. Nói không cho. Mày thua tao mà. Tự nhiên giờ có bốn ngày gạo. Ủa? Mấy 20. Thì lẹ lên nói gì nói hoài vậy? Đợi đợi xíu. Là, ông đi kìa. Là tao đưa mày 20 cái mày nói là ngày mai ăn nha. Mừng, tôi nói nè. Đi ăn lẹ lên. Gì mày nói ăn. Mày tà hứng của mày ăn tổng ơi. Tụ lo không? Ô hơ hơ tao rồi. Mày gì? Tự nhiên. Mà thôi. Bây giờ cậu Mừng quyết định rồi. Cậu Mừng cũng đang có bụng ăn thèm gà nữa. Đi ăn nè. Cháu đó. Tao lo không người thua tự nhiên không ra ăn ông ơi. Nhưng mà bữa nay là anh quyết định anh chung nó giờ luôn rồi, anh cũng vừa thèm vừa đói bụng nữa. Tao bao muốn ăn 2 tô cơm bụng dạ là ăn có con gà rồi. Không được ăn gà luôn.
thôi chứ. Quỷ chó hổ chứ gì, nói trả 20 cho đã cái vũ ổng hẹn cái ngày mai ăn. Giờ cái vũ đi ổng đi ăn trước luôn à. Ôi vậy từ canh mới đi làm trễ lên cây ở trong cái đít này nè. Ông hết hai tô cơm cho đã muốn sình cái bụng vợ đi ăn gà trước sướng không? Đây đưa nó 20 cái chứ. Nó 20 đừng quá không? À, bụng trình bệnh vậy nè, vợ vợ đi ăn gà. Anh đứng ham ăn mày ham tiền chi? Mấy tiền cũng con tao còn muốn gì nữa? Ham tiền gì? Nó gài quá là sao? Nãy nó cũng đưa nó lại cho 20 rồi nói xong. Mày nói với ông Hùng ngày mai ăn đi, bụng dạ nào ăn nổi. Nó hứa rồi, nó đã vợ đi ăn. Mà nãy tao nghe là còn tuổi rủ người đi ăn, làm đi ăn. Mà nãy ngồi mà cầm làm hoài á. Đi ăn cái gì? Đi ăn bò... Nãy giờ ăn ối, nhờ bò tử luôn mà. Bò tử người như bò tử bò vậy á. Đi ăn hoài. Ráng chịu, cái đó là mùng thua nó. Nó tàn hùng bao, nó ăn, nó có quyền ăn. Mày phải ăn ối. Quyền gì mà ông trả lại 20 rồi. Mày trả 20 rồi. Má biết gì bởi vậy, tốt nghẹn vậy là cá luôn mà. Này là thằng... Cái mù nói với lại cái bố cậu kia kìa. Sai rồi. Thì nó mua, mày nó mua 20 thì nó ăn. 20 đi, nó mù to đặc gì dưới cùng á. Rồi bây giờ con trả lại 20 rồi, nó cũng vẫn đi ăn nữa. Mày cũng ham ăn, mày ham ham ăn gà, mày có trả tiền lại nó. Rồi mày dùm á. Thì nó ăn mù, phải ăn mù, người ta trả tiền rồi ngày mai ăn. Giờ đi ăn trước luôn à. Trả tiền rồi. Giờ dưới cùng con muốn được 20 ngàn luôn. Được thôi, nó ăn triệu. Mày không ăn thì bộ ăn hết. Mất thì bụng chả là ăn luôn, tử ngừng như bao tử bò ăn gì nổi. Mày không đi thôi, chứ giờ tao cũng rủ mày. Tao thấy nguồn kia, nó hai đứa cũng rủ mày vậy. Rủ gì phải ăn luôn, biết ta ăn hai đứa cơ vậy. Vũ đi ăn, ăn gì nổi. Đúng rồi chứ. Mày đi thôi, ráng chịu, chứ có nói gì đó. To là gì với ổng á, lấy lại 20 ngàn. Quỷ nhỏ điếm dở lắm. Điếm mà vậy em biết rồi. Con ăn mày còn mày vừa mà không ăn. Còn ăn hết cái bụng mà bụng ăn nổi nè. Vừa gà ăn nè. Biết mày ăn cơm con ăn làm chi? Ăn cơm tao hủ giờ ăn nhận hai tô. Tại ham ăn. Ăn tiền. Ăn thiếu. Thấy người nhỏ vậy không? Để sao nó cho nó qua đây nữa. Gặp nó qua đóng cửa thôi. Mà anh cho cháu tao không cho. Có nghĩa tao làm chứ kia vụ con không mấy hả? Anh thấy mày ngu chi nữa. Đi ngu.